cho một con cua đói 3 ngày và một con ngao. Liệu nó có thể dùng càng để ăn phần thịt bên trong được không? Câu trả lời chắc chắn sẽ nằm ngoài sự mong đợi của bạn. Như chúng ta biết, vỏ ngao rất cứng, cua không thể dùng càng bẻ phá gỡ được. Mà con cua này đã không ăn 3 ngày rồi. Đối mặt với món ăn ngon được giao đến tận nhà, sao nó có thể bỏ qua? Dù thế nào đi nữa, hôm nay nó cũng phải ăn thịt ngao. Vỏ chai cứng khiến nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng con cua này không ngốc như chúng ta nghĩ. Sau một hồi quan sát, nó đã tìm được đường tấn công. Nó lại biết phải mở con ngao từ khe ở giữa. Thật là bất ngờ. Nhưng ngay cả khi tìm thấy đường tấn công, liệu con cua có thể cạy con ngao bằng sức của mình không? Phải biết rằng con người khá còn khó mà mở được bằng tay không, chứ đừng nói là cua. Lúc này con ngao cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó lập tức nổ ra vài bong bóng rồi siết chặt vỏ ngao không để cua có cơ hội lợi dụng. Vốn tưởng con cua sẽ không có kế sách khác, nhưng chúng ta đều đã đánh giá thấp cua. Nó bắt đầu dùng chiếc càng mở ra từng chút một hơn nữa, còn gáp được một ít thịt cụt ra. Nếm thử miếng thịt ngao đầu tiên của mình, con cua này thông minh quá. Anh ta nhét một chiếc càng vào khe hở dùng một chiếc càng khác giữ. Nó vẫn không ngừng giằng co. Sau lúc bận rộn, nó lại lấy ra một miếng thịt khác. Cứ như vậy mỗi lần nó lại gắp được một miếng thịt nhỏ. Sau vài phút nó đã cạy được một vết nứt lớn trên vơ con ngao. Bây giờ con ngao đã mất hoàn toàn khả năng tự vệ. Với con mua mà nói, việc ăn hết thịt bên trong chỉ là vấn đề thời gian. Thật không dám tin cua thực sự có thể mở chai bằng càng. Có thể thấy càng cua to không phải để trang trí. Phải nói rằng con cua có IQ rất cao. Thời gian DA trôi qua, ngao cũng hoàn toàn được mở nắp. Cua cũng gắp từng miếng lớn ăn rất ngon lành. Nó không thể ăn hết thịt ngao. Làm sao đây, món ngon này khó khăn lắm mới kiếm được, sao có thể lãng phí chứ? Thế là nó lấy hết thịt ngao ra, dùng 8 đôi chân nhỏ đào cái lỗ trên cát. Sau đó nó vùi phần thịt ngao còn lại vào trong để dành ngày mai ăn. Thế nào? Chỉ số IQ của chú cua này có nằm ngoài tưởng tượng của bạn không?